Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chúc quý vị và các bạn một ngày mới thật là vui vẻ và hạnh phúc ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành với kênh ô tô 360 của chúng tôi. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ô tô 360 của chúng tôi sẽ gửi đến quý vị và các bạn một chiếc xe mà ô tô 360 của chúng tôi mới mua về. Đây là chiếc xe Hyundai Grand i10 ạ. Chiếc i10 này là bản 1.2 số tự động, bản hatchback ạ. Chiếc xe sản xuất và lắp ráp tại Việt Nam mình ạ. Chiếc xe được đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, sản xuất năm 2017 và đăng ký năm 2017 và đã chạy được 4.500.000 km rồi ạ. Chiếc xe này là bản hatchback và là bản đủ, cho nên là đã được trang bị đầy đủ option như là nội thất da, la răng đúc, màn hình và cảm biến lùi, khóa thông minh, đèn nổ, start stop ạ. Tất cả là đã đầy đủ rồi, full option rồi và là bản 1.2. Chiếc xe này là đăng ký tên tư nhân và mới chạy được 4.500.000 km thôi. Nếu như quý vị và các bạn muốn sở hữu chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn liên hệ theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi là 0905 608 883 để được tư vấn. Và nếu như quý vị và các bạn muốn xem trực tiếp chiếc xe này thì mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở địa chỉ là 16 Tô Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Chiếc xe này là bản 1.2 và là bản hatchback. Chiếc xe được sản xuất năm 2017 nên chúng tôi đang bán với giá là hơn 300 triệu đồng thôi. Rất nhiều quý vị và các bạn bảo là tại sao không để giá luôn lên đây để cho anh em có tham khảo. Thưa quý vị và các bạn, là chúng tôi đang bán với giá là hơn 300 triệu đồng. Tại vì sao chúng tôi không để giá trực tiếp lên đây là 360 hay 370 hay là 380? Tại vì là chúng tôi mua chiếc xe về thì chúng tôi cũng còn đang là cân nhắc về cái phần giá bán. Nếu như chúng tôi và dọn dẹp sạch sẽ đẹp đẽ hoặc là tỉa tót sơn những cái chỗ xước sát này lên thì cái giá thành nó sẽ cộng lên một chút ạ. Cho nên là chúng tôi vừa mới mua về chúng tôi cứ để tạm giá là hơn 300 triệu ạ. Cho nên là có thể là chúng tôi còn điều chỉnh, cho nên tôi mà để giá trực tiếp, tôi sẽ đọc trực tiếp giá vào đây thì là tôi up clip mới lên là tôi không sửa được giá nữa. Cho nên là quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm. Nếu như quý vị và các bạn quan tâm thì quý vị và các bạn đừng tiếc thì một cuộc điện thoại hoặc đừng tiếc thì một cái tin nhắn gửi cho chúng tôi sẽ báo giá trực tiếp cho quý vị và các bạn ngay ạ. Vì tôi báo giá lên đây là 360 hoặc 370 hoặc 380 thì có thể là tôi báo lên đây, đọc lên đây là được thôi, nhưng mà mai tôi lại muốn điều chỉnh giá này bớt xuống là 350 chẳng hạn thì là tôi lại không thể điều chỉnh được, không thể sửa được. Cho nên là cái vấn đề giá cả thì quý vị và các bạn hết sức thông cảm, chứ nó không phải là khó khăn gì là tôi để giá lên đây ạ. Đấy là chính là cái lý do mà chúng tôi không có thể để giá chính xác lên đây được. Chúng tôi có thể còn điều chỉnh, hoặc là nay chúng tôi bán với giá này nhưng mà sang tuần chúng tôi lại có một con xe khác nữa, chúng tôi có thể mua được một con xe khác nữa, hoặc có thể chúng tôi mua được thêm vài con xe khác về. Chúng tôi có nhiều xe, lúc đấy chúng tôi có thể điều chỉnh giá thấp hơn để chúng tôi bán đi cho nó nhanh. Chẳng hạn như thế thì là mà tôi đọc giá đây là tôi không điều chỉnh được, cho nên quý vị và các bạn cũng hết sức thông cảm cho tôi ạ. Vâng ạ, tôi quay chi tiết cho quý vị và bạn cùng xem với cái con Hyundai i10 bản 1.2 hatchback này cho quý vị và bạn cùng xem ạ. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi camera của chúng tôi để chúng tôi sẽ quay và giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về cái option chi tiết nhất từ nội thất đến ngoại thất cho quý vị và bạn cùng xem, để quý vị và bạn có thể đánh giá được cái chất lượng của chiếc xe này. Và nếu như quý vị và các bạn ưng ý thì quý vị và bạn hãy nhắn tin cho chúng tôi hoặc gọi điện cho tôi, hoặc có thể quý vị và các bạn bớt chút thời gian đến tận cửa hàng chúng tôi để xem xe và lái thử chiếc xe này ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn đã luôn đồng hành cùng kênh ô tô 360 của chúng tôi ạ. Quý vị và các bạn hãy like clip, hãy chia sẻ clip này cho quý vị. Các bạn hãy like clip và quý vị và các bạn hãy chia sẻ clip này, và đặc biệt quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh. Nếu như quý vị và các bạn đăng ký kênh thì quý vị và các bạn sẽ được đón nhận những clip mới nhất mà chúng tôi update lên trên kênh ô tô 360 này. Quý vị và các bạn đăng ký kênh xong thì quý vị và các bạn nhớ kích vào cái nút chuông ấy, là khi chúng tôi đăng clip mới thì là điện thoại của quý vị và các bạn sẽ được thông báo là chúng tôi vừa mới đăng một clip mới ạ. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều ạ. Thank you.
Nếu quý vị và các bạn quan tâm đến chiếc xe này, xin quý vị và các bạn hãy liên hệ theo số hotline của ô tô 360 là 090 560 8883. Và nếu quý vị và các bạn yêu thích kênh ô tô 360, xin quý vị và các bạn hãy đăng ký kênh để theo dõi các clip tiếp theo của ô tô 360 bằng cách quý vị và các bạn hãy click chuột vào phần đăng ký ở phía dưới góc bên phải màn hình của quý vị để đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị và các bạn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các clip tiếp theo của ô tô 360.